Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Studio và đây là bản tin X News ngày 22 tháng 11. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, kết cấu với cụm 3 camera ở phía sau dường như đã trở nên phổ biến hơn, nhưng có vẻ như cụm 3 camera trước mới là cái điều thú vị trên smartphone. Trước đó thì Honor Magic 2 cũng có 3 camera trước, nhưng hai trong số 3 cảm biến chỉ là cảm biến độ sâu 20 MP. Và chiếc smartphone mới của Meitu mới đáng chú ý, chiếc điện thoại mới này được hé lộ trên trang Tena, cơ quan chứng nhận thiết bị viễn thông của Trung Quốc, và có tên mã là MB1801, sở hữu với 3 cảm biến lần lượt là 12, 20 và 8 MP. Mặc dù thì nguồn tin vẫn chưa khẳng định chức năng của mỗi cảm biến là gì, nhưng nhiều khả năng thì chúng sẽ bao gồm ống kính thường, góc rộng và độ sâu. Ngoài ra thì hình ảnh được tiết lộ cũng cho thấy là thiết bị có thiết kế tai thỏ. Và đây cũng là chiếc tai thỏ cồng kềnh nhất từ trước đến nay vì phải chứa tới tận 3 camera, khá giống với Pixel 3XL. Ngược lại thì camera sau của thiết bị cũng là camera sau kép 12 và 8 MP kèm đèn flash LED tách đôi, trông khá là lạ mắt. Và mặt lưng của máy cũng có thiết kế khá lạ với kiểu chữ V, sao chép từ phong cách điện thoại Vertu sang chảnh. Và các thông số màn hình còn lại của chiếc Meitu MB1801 sẽ bao gồm màn hình OLED cỡ 6,2 inch, độ phân giải là 1080 pixel, chip xử lý 6 lõi, RAM 8GB, bộ nhớ trong tùy chọn 128 hoặc 256 và chạy hệ điều hành Android 9.0 và hiện tại thì giá bán và thời điểm ra mắt của sản phẩm thì vẫn chưa được các nhà sản xuất xác nhận. Các bạn thân mến, Galaxy M được cho là sẽ thay thế cho các dòng điện thoại Galaxy Z hay là Galaxy C hay là Galaxy On của Samsung, và ba cái sản phẩm này được thiết kế hướng đến phân khúc thị trường chi phí thấp, đặc biệt là tại châu Á. Tuy nhiên thì Samsung mới đây đã khai tử Galaxy Z series để tái tập trung lại phân khúc phổ thông giá rẻ. Về cơ bản thì Galaxy M này thì sẽ thay thế cho các điện thoại nói trên, nhưng chưa rõ là liệu có các cải thiện hiệu suất làm việc hay không. Và ở thời điểm hiện tại thì phép thử điểm chuẩn trên Ginpec mới đây đã cho biết một thành viên sắp ra mắt của Galaxy M sẽ mang tên là SM205F, hứa hẹn sẽ đi kèm với RAM 3GB và sử dụng chip Exynos 7887 tầm trung mà Samsung đã ra mắt đầu năm nay, và được cho là cung cấp sức mạnh tương đương với Snapdragon 600 series của Qualcomm, có thể là 636 hoặc thậm chí là 660. Và chiếc điện thoại này có thể gọi tên là Galaxy M20 và chỉ là một trong hai chiếc smartphone trong gia đình Galaxy M mà công ty sẽ ra mắt vào đầu năm sau. Gọi là M cho nó phần Việt nha các cậu. Chưa rõ rằng liệu Samsung có đưa Android Pie đến với dòng điện thoại giá phải chăng này hay không, nhưng nó sẽ không bất ngờ nếu công ty sớm cập nhật nó đến trong tương lai không xa. Mới đây thì Asus Indonesia đã hé lộ rằng smartphone Zenfone Max Pro M2 sẽ được trình làng vào ngày 11 tháng 12 tới đây. Kèm theo thông tin về ngày ra mắt thì hình ảnh chiếc Max Pro M2 cũng được đăng tải, và bức ảnh cho thấy chiếc điện thoại này sẽ có màn hình tai thỏ. Và phần khuyết màn hình sẽ là nơi đặt camera trước và một số các cảm biến khác. Vào phía trên camera trước là loa thoại của máy, và phía sau thì máy sẽ có 3 camera. Tuy nhiên thì camera thứ 3 không được hiển thị một cách rõ ràng. Và bức ảnh này cũng gợi ý rằng Zenfone Max Pro M2 sẽ có mặt lưng bằng kính. Và Asus cho biết trên thị trường thì có rất nhiều smartphone đi kèm với biệt danh Pro, nhưng không thực sự Pro cho lắm. Vì thế mà Asus tự hào tuyên bố rằng chiếc Max Pro M2 này sẽ là smartphone Pro thực thụ, vượt trội hơn so với những đối thủ khác về màn hình, pin, camera và hiệu suất. Theo thông tin thì Zenfone Max Pro M2 sẽ có màn hình 6 inch và độ phân giải là Full HD cộng. Máy sẽ sử dụng chip Snapdragon 660, có thể là 4GB hoặc là 6GB RAM tương ứng với dung lượng lưu trữ là 64 hoặc 128GB. Đương nhiên thì giống như các cái thiết bị tiền nhiệm cùng dòng. Tuy nhiên thì nhiều khả năng thì máy sẽ vẫn chỉ có một camera 13 MP ở phía trước. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã gửi tới đến với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi X Studio, và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay cần đóng góp gì thì hãy để cập nhật về dưới phần bình luận video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.